gì? Nói gì đổi ra chứ. Một chút nữa tôi dập chứ không hư. Nó bị giặt thôi. Có hiểu chưa? Có nghe chưa? Chưa có em. Cái kẹo muối mọi người ơi. Mọi người ơi. Đó. Kẹo muối. Ăn gà tối nay sủa rồi thằng chồng nó chửi cho. Ăn gà đông nay mấy bữa rồi. Nó con gà, nó con gà nguyên đầu nguyên chân thì nó sẽ có hai cái chân và một cái đầu nha mọi người. Nhiều khi vặt lông con nó chưa có sạch thì mọi người chịu khó mọi người vặt ra giùm em nha mọi người. Quả lông con nhí nhí á. Trời ơi nữa. Mình không nói thì tới hồi khách ăn thì họ cũng nói thôi. Mình nói chứ. Bán hàng vậy đó, có sao nói vậy nha mọi người. Nhớ mua cái nước chấm thằng Thánh mình em nữa nha. Đó, nè. Em ăn hạt gà, em test gà là em test trực tiếp không à. Em muốn quay. Ai mua ai ăn thì tự tin mà lên đơn. Gia vị thì rất là thấm đẫm nha. Thịt thì dai. Nhưng mà nó không có dai mà đến nỗi mà kiện bóc cột nha. Nó dai vừa phải giống y như ăn gà ta vậy đó. Cái này là nó thịt nó đã chín hết rồi nhưng mà do ủ muối thì cái thịt nó đỏ như vậy. Ai nếu mà chưa biết ăn ha. Còn em á thì hồi đó cũng không biết ăn á, cái đem vô nồi hấp. Giờ em muốn hấp, em biết ăn rồi, em bỏ em cả đông lẫn quất à. Ngon. Đỡ khẩu trang ra ngồi ăn mấy bà. Ăn ngon té thử ra ống muối ngon muốn chết luôn. Thiệt thịt nó mềm. Cái lò này nó làm ngon mọi người. Nhưng mà nhiều khi nó sẽ có sót lông tơ á, làm được sạch đó. Cái lông tơ nè. Mọi người gậy ra giùm em nha. Làm lặt cái lông người ta làm số lượng nhiều quá. Không có thời gian á. Không có thời gian mà đến nỗi mà làm sạch nhặt từng lông tơ như vậy. Nè cái lông tơ này nè. Ngồi chịu khó mình nhặt ra giùm em ha. Nhưng mà cái gia vị thì rất là ngon luôn. Nó nguội nguội em nhai cái dao. Giòn thực sực. Không, em ăn gạo muối nhiều lò rồi. Chỉ có cái lò này là làm em thấy ok nhất. Da cực kỳ giòn. Thịt á thì nó dai vừa phải nha. Ăn nó bi như mọi người đang ăn gà ta. Ăn nó bi như thịt gà ta luôn chứ không phải gì nhắc nha. Mà cái thịt rất là thấm, thấm đẫm vị luôn. Ăn này chầm. Ăn thử mà nhưng có nói điêu không. Cái mẹ này ăn liền rồi. Dài. Đừng nói vậy chứ. Nó dai vừa chứ không nó dai nhách rồi. Bị gì? Găng à. Ăn nên gớt cái găng được mất đền. Ăn gớt găng nó mất đền. Ngon. Thơm hay. Thơm cực kỳ. Ê chị, ăn vậy nó ngon hơn là mình hấp lại á.
Bởi nghe nhiều hay nói không tin. Này nữa nè. Hấp lại cái nó xong nó thấy nó khô khô sao ăn vậy. Nó không được ngon hơn cái này. Nói chung là gẩu muối mình ăn lạnh nó mới ăn như vậy nó mới ngon. Hấp lại là cái độ giòn, cái độ da giòn với cái độ thơm của nó sẽ bớt đi. Nó giảm đi á mọi người. Nhưng mà nói chung là nó vẫn ngon. Nhưng mà nó không ngon mà ăn lạnh. Nếu mà ai biết ăn lạnh nên ăn lạnh rất là ngon luôn. Nè nước chấm thần thánh. Cái này là gia vị là nó không cần chấm luôn. Ai không đi coi múa cù mà ngồi ăn gà vịt ta. Bữa nay đáng lẽ là ăn chay đó. Mà hồi trưa quên ăn chay bà nó rồi lỡ rồi. Hồi trưa ăn chiên khô ăn cơm quên mẹ nó. Đói bụng quá về cái lật đật bán táp chiên khô táp cơm. Đúng rồi đó. Rồi xong mình tối vô sủa. Sủa ăn trời. Có gì ghế. Ghế trong nhà. Đây nè, đây có cái nè. Chầm. Không lấy ghế nó ngồi. Không lấy ghế nó ngồi. Thiệt, mà Nhung có bán gì ba ăn đó. Chắc là tay tắt đi, em muốn mang một tay đâu. Lấy cái tay gấp đi. Nó đây ăn. Ba ăn trên kìa. Trên kìa. Trên cái gỗ màu hồng á. Có cái hộp bao tay thấy không? Cái gỗ màu hồng có cái hộp bao tay à. Ngon lắm khách ơi. Cái gà chỗ này làm ngon nè. Đợt trước á em đổi chỗ. Em đổi chỗ khác ăn em ăn thử không ok. Mặc dù chỗ này mắc hơn 10.000 con. Ủa bậy. Rồi đúng rồi, nó mắc hơn ở chỗ kia 10.000 con. Mà ăn cũng không thấy ngon. Cái ghế ăn gà nè. Có bia không? Có bia luôn rồi đó. Nhà tao bia cho mày uống xỉn luôn á. Tao xỉn. Ai vậy? Ngoại hả? Ở ngoại không? Ngoại. Đúng ngoại. Chị lấy cục qua nè. Nó quá chân vô gà luôn nè chị ơi. Ngon lắm á mọi người. Chị lấy gì giùm em luôn, em đang lỡ tay chị ơi, đang live stream á chị. Lấy gì chị? Tao lấy mày. Lấy em hả? Chị kèo hả? Tưởng đâu ai. Biết nhau nữa hả? Hai đứa lộn chung á. Đá nhau văng vô. Nó đổi nhà chị mà. Ghê vậy? Nó đổi nhà chị mà nó dơ chị quá, chị đuổi nó đi rồi. Ôm bảo không cho mà đạp nó vô. Vậy luôn hả? Nó đổi nhà chị mà. Nó dưới quê lên nó làm hỏi nhà chị. Con gà này vậy? Ăn đi tự tin mà bán mọi người. Tôi hôn ôn cô qua anh chị ra ngoài chị lấy giùm em đi. Mấy thùng đó kìa. Sáng này tính xa tính xác coi là sao không có coi nhà. Nè có cái bịch muối. Có cái bịch muối nữa. Đi xuống dưới cá. Có kéo kìa. Kéo này cắt thịt. Chạy chạy lên chị với bà ngoại kiếm. Ở Phú Mỹ đi đâu? Bên cái mời nữa nè khách. Bên cái mời với cái bịch muối nữa. Gì đó. Săn bóng miền Đông. Ăn miếng đi. Hả? Chắc gì nắm. Đi xuống dưới cái dầu một á, ấy khúc ăn đi chứ. Ăn hết luôn, nó vẫn nói chung là nó không có dai quá nha mọi người. Thịt bê, gà bà ủ anh em là không dai quá nha, không có kiềm gốc cột mà ăn đâu nha. Kiềm gốc mặn à. Có không? Thôi
lúc mà ăn. Cái này mà ăn còn nghe ngon nữa đó. Này chị kiểu ớt. Rồi có giờ ớt 4 tiếng mấy. Trời. Lo làm quá mà. Hay hả không? Đúng rồi chị. Nhậu không? Lấy bia ra nè. Ôi chết bà. Mắt gì kiếm? Ba mẹ luôn sữa cho nhỏ chứ. Tiền sữa nó dữ mà. Chị chồng quá hả? Ừ. Ngon lắm nha khách ơi. Nó đâm nó chọt tặng cho lọt hả? Ừ. Trời đất ơi. Ủa ai bắn phở đó chị? Mẹ hả? Ừ. Chị bắn luôn hả? Ngon lắm nha mọi người. Em có đi đâu á. Em kén ăn lắm. Mấy chục? Dư chị ơi, dư lấy cái bột ngự thôi. Bột ngự em mới bỏ đó chị Kiều. Đó đó đó, đó. Ờ, ghê tay chị đó. Giờ là em phải ngồi chờ bắp luôn đó Nhung. Bữa nay thì không có bắp đâu. Thầm ăn tới công chuyện luôn rồi đó. Cái gì trễ á. Ăn đi. Ăn đi. Ngửi rồi. Ngửi rồi cái gì? Trời ơi. Kỳ gì cả đây con. Đem quay con gà để muốn chết rồi mà mày đưa cái mỏ mày vô. Cậy. Đi ra cái sáng xù. Muốn không? Dạ alo. Dạ alo. Dạ sao chị? Trời ơi không nữa hết giùm em ta. Chị có cây 5 cây 6. Cái cây lùng là 5, cây cao là 6. Thấy không? Còn hết cây lùng rồi thì lấy cây 6 đi. 30 thì lấy 5 cây. Ừ. Không đi coi múa cù mà ngồi ăn gà. Rồi chuyển khoản qua cho em hả? Gà này đâu? Ngon chưa? Ok. Gì? Con mẹ mà lấy 3 triệu nợ mà thiếu 2 năm rồi. Bây giờ lô. Chị trả 2 triệu còn chưa gửi. Đi chưa? Chị về quê lên chị trả tiếp. Con ra kìa mà. Cũng được. Chưa chưa ra đó, đi chưa? Chưa. Nào trả nợ thôi chứ không trả lãi. Dạ. Ê chết mẹ ngỏ quên rồi bấm. Có mua gì không? Không mua đâu thì mình khám chuyện nó hỏi mua đâu, ông nó hỏi mua đi chứ. Giờ mình đi xuống dưới đây, ông tảng mình đang nhiều năm, cái đó cảm thiếu mình hùng nha, mình đi mua thêm. Rồi đây, ngon lắm luôn nha mọi người. Mình mua ăn nha. Tại chị nói không nha, mấy kiểu như người ta để mình phòng nào cảm thấy mình còn chơi còn vui vui mình đáng thêm chút nữa phải không? Ừ. Không có gạo muối em ăn nhiều chỗ rồi. Em thôi. Mua nhiều chỗ rồi đó. Cái gà cam vàng này ngon hơn mấy cái gà. Không phải, chị đừng nói vậy. Cái tem này ở đâu in cũng được hết. Cái tem này ở đâu in cũng được, em in cũng được nữa. Đừng nói cái gà tem vàng này ngon nha mọi người. Không có đâu nha mọi người. Em cũng mua cái gà tem vàng này luôn. Nhưng mà em thử nhiều chỗ rồi. Không có một chỗ rồi. Chứ không phải một chỗ đâu. Chứ không phải một chỗ đâu nha chị. Chỗ nào in cũng được hết. Cái mà nó bỏ lá chanh, lá gì quần què vô. Lấy gì anh? Bắp. Bắp chưa có anh nè. Chờ đi xuống em đi. Trời nhậu hết con gà này bắp vậy. Chục trái đấy không? Hai trái thì cũng trái rồi. Ôi là trời. Ăn gà anh. Em bán hàng mà. Ôi mình ăn mà mình đem cái bắp khỏi bao tam. Nhiêu ta? 30 là 330. Ờ đúng rồi. Sao hồi nãy giờ anh toàn xin tiền không vậy? Nó là nợ mới dục. Có không đầu nữa mà em.
thấy mọi người em like cái là em bán gà, em like cái là em bán gà đúng không? Khách em mua gà giống vậy. Anh mua con ngày mai nhậu. Mai chay. Ảnh mà không ăn. Anh làm đâu không? Em làm cái quà lông ngậm cái dài. Nhỏ đây. Gà này ăn ngon lắm á. Chén hả? Ừ. Em làm 10 năm đó. Không làm người ta muốn người ta đuổi cũng không nghĩ. Đó rồi chị. Màn của chị nó cũng dành gói, nó cũng dành cái gì, nó cũng dành hết trơn. Mà nó ngủ nó rét rồi quỷ vậy. Hồi đó em nhắc em nha hả? Ủa làm chung hay sao? Có. Chứ có gì không? Nó là em của bà chị. Em gì? Em bà con. Chú bác ngủ. Chú bác hả? Của ba em dân trên đây hả? Không, dân dưới đó. Ủa chị Kiều dân đây có mà. Có nghĩa là dưỡng hai của chị. Ừ, nó chính tùm lum tà la hết trơn. Bác là cậu hả bác? Dượng hả? À, à. Là bác của em. Ba nói với Dượng cũng hai chị là anh em. Chéo dẹo mà, không có gõ đâu. Mà nó ăn gõ sao không lên đây ở nhà của bà chị mập người ta đuổi cho nó cho nó ở nơi này chị. Rồi xong nó dành mền, dành gói gì cũng dành hết, đuổi đi luôn. Đây nó không đỡ thêm con bia nữa. Bia quá trời đây. Nguyễn này gà 150 một con em ơi. Gà có đầu, còn gà không đầu là 120. Gà là 150 một con nha em. Gà có đầu chân. Gà chị đang ăn là 150. Còn con gà mà không có đầu á, chân á là 120. Con gà mà không đầu chân á thì Tết á mà khách lẻ của mình á, khách lẻ của Nhung mà mua á, mua ăn con xong đúng không? Nó qua mua 5 con. Mua 5 con xong cái qua Tết qua mua 10 con. Đó, em livestream nói, em nói thẳng, em nói luôn á, nếu không có là tao nó nói em rồi. Em livestream nói luôn á. Có khách có thì nói. Có không hả? Khách họ cười không? Ừ. Cái này có mời luôn mọi người. Cái mời nó cứng và săn à. Chứ không phải là mời mời gà công nghiệp đâu nha. Cái mời nó chéo à. Bữa mua về mẹ ăn thêm ngon. Ngày nào? Không muốn nha. Loại nào? Nên lấy lại không đầu thôi. Không đầu hả? Ừ, chấm cái nước chấm thằng Thánh nữa rồi. Ừ. Gà mà chấm nước chấm này ăn xỉu luôn á. Nước chấm này chấm hải sản cũng ngon. Chấm gà cũng ngon. Nhậu anh. Đây. Bước đá ra mới nước được. Vũ vậy chứ có biết nhậu đâu. Nó xét đi. Chị ẻm đang nhìn. Nhìn quá. Đây. Sao tiền đó. Ủa sao ăn gà này sao? Cô chờ cho mày cái ức này sao rồi? Cái giờ chạy. Sao mới đi giao hàng vậy nó chạy từ sáng giờ đó. Thôi. Cái hát bát chấm nước mắm. Nào mày trả lời bình luận cho tao coi. Cho tao miếng. Giờ này gà cái gì? Gà có đậu hả? Ừ.
trăm rưỡi hả? Sáu rồi. Con đi coi muối cồn mà ngồi ăn gà bịt ta. Giá trị ăn gà không tối không hơn. Rồi em nhận được rồi chị, em cảm ơn chị nha. Dạ dạ. Sáu trên sáu dạ. Ủa anh đâu có gà, đâu có bắp đâu. Không qua nhậu thì đi về đi chứ đâu có bắp đâu mà ngồi chờ. Dì sáp như mai. Dì sáp như trái rồi. Đang gà không chịu sáp. Ừ. Ủa anh đang đứng đâu có liên quan tới cái mặt của anh đâu. Mọi người nhìn cái miệng của bà chủ là biết bà ăn gà cỡ nào rồi đó. Wow. Mình bảo quất ăn hết một con luôn. Mình bả ăn một con gà luôn á. Mọi người nghĩ con giá gà nó chầm, nó cỡ nào? Mày đừng có đưa cái mặt tao vô coi, muốn đưa cái mặt tao vô phải xài app chứ. Phải quay cái mỏ thôi à. Thôi. Quay cái mỏ người ta mới biết ngon cỡ nào ấy. Thì bớt quay hay tao quýnh nè. Tao dẹp điện thoại luôn giờ. Nhỏ ăn lì ghê ba. Thấy ghê mà còn quay. Ăn da. Em thích ăn mắt da. Hình tượng tới hết. Ăn da giòn giòn. Ăn da, ăn da đi. Nó có một muối to tướng nè, chấm hết con gà, nó chưa hết muối. Sáp 80 sao? Con gà đầu. Tâm đầm. Tính gan gà nó có nhiều đâu. Làm sao? Hết chứ. Bán lại người ta đồn quá ăn hết con gà. Gà nó nhiều. Ăn hết con gà, gà có nhiều. Ừ. Ngon quá. Cái miếng. Ngon quá không tưởng được. Thôi, mày thấy tao ăn gà cái tao bán được con gà mày thấy không? Nó là lợi hại. Thèm tao ăn thèm nhỏ dãi đâu có chịu nào nói. Nay còn nha. Lỡ rồi tắt luôn đi. Đâu có tắt đâu, còn kìa. Tắt đi cho bác. Tắt lát rồi. Nè còn quay nè. Mới là tắt lát rồi. Có cái xài quên không? Không nhà không ăn da. Một ký nho xanh. Một ký nho xanh đi chị ạ. Tôi chìm kỹ hết ăn. Ngày mai nho xanh. Ăn chứ. Một mình ta ngồi lên phim ăn khách luôn. Ăn vậy khách mới tin là nó ngon. Ăn không hết là khách nói xạo. Ăn uống. Uống nho xanh mới về đó. Ngon muốn chết luôn mà ngủ không, không nhậu, không ai nhậu hết trơn. Đúng là gà này dai vừa phải không? Nó đâu có dai quá mà đến nỗi mà nhai không được. Nhưng mà chỗ khác là dai nha. Dai ăn không được, dai cứng ngắt luôn á. Nói chung là dai mà nhai hơi mệt á. Nhai mà hay muốn quạo luôn á. Nhưng mà cái chỗ này làm lại dai vừa phải nè. Không bị bở, không bị bụng. Nhưng mà không có dai. Không có dai cứng ngắt kìm cái cột. Bữa đổi chỗ rồi thấy chỗ kia rẻ 10.000. Mặn gà đẹp quá trời. Thôi ngon. Mua xong về ăn hết ngon à. Nên là quay lại về chỗ cũ bán tiếp. Đây, chính
cuối ngày ai bán thiếu trời. Tính tiền liền chứ. Rõ ràng nãy giờ tan xương không luôn á. Thịt không? Chậm ăn thịt. Chậm ăn hết trơn. Nói gì đi. Ủa ăn đi trời. Ăn đi sao? Nó ăn ức đi. Nè. Mắc cỡ thì không mắc cỡ mà cái này. Nó không thích. Nó hấp kìa. Nó. Nó chịu hấp nữa rồi đó. Gà phải ăn vậy nó mới ngon nha mọi người. Ngon. Nó ngon. Nhậu. Ăn thích nhậu là gì? Chào con, ăn gà không? Chào hai cô này nữa con. Chào con. Rồi, ngon dở. Bỏ họng nhai rồi, ngon dở. Đang lo bận tiền chứ. Tao đang ngồi tao xin tiền á. Cái ăn cái thả tiền vô phòng. Lấy xong bỏ đi vô trong. À. Ngon mới thả tiền vô. Ờ, ngon thả tiền vô. Dở không thả tiền vô. Ăn nó ra hết. Ok, xài tao chốt không có, chốt không có. Ngày mai tới về không? Ừ. Đang chốt cho ngày mai á, đặt đi. Ủa ăn đi. Ủa từ ngày mai vậy chị? Hơi dài. Ngon gì vậy anh đó? Mai em còn cái gì cho. Mai nhưng không Mỹ ớt nguyên buổi sáng nha. Ủa xét xét của người ớt ta, có hai người ta là người ta là bán buổi sáng ớt buổi chiều để đi coi muốn đi coi rước của bà. Bữa nay rước rồi. Thôi bà ngày mai bà ơi. Mai 15 ai rước bữa nay. 3 giờ chiều ngày mai rước tới 6 giờ chiều. Vậy hả? Đâu có đi coi đâu biết. Rồi mình nói như đúng rồi vậy. Phải em trời, thường ta rước mùng 4 mà ta. Mùng 5. Bà trong thành phố mới là mùng 9, còn bà ngoài này là 15. 15 hả? Có 14 mà. Ngày mai đi ra coi không có cái quê độ. Quê gì quê, ta đăng lên trang Bình Dương mà quê. Có luôn hả? 15 giờ đến 18 giờ nè, ngày 5 tháng 2 nhằm ngày 15 tháng giêng. Ngày mai nè. Nguyên ngày nha. Người ta ai ốp buổi chiều. Ai không có đâu lên sớm là không có đơn, không có giao hàng đó. Chết mẹ đang lo mà nó chửi lại. Ngày mai ốp tới tao, ngày mai ốp nguyên ngày một mừng ngày luôn. Ủa chị, của năng của bà lộ đâu? Cầm bao. Xét hai xét của năng vậy? Năng lộ làm như có củ năng. Có. Tao không biết mày chừa trong nguyên 7 kg củ năng cho tao đi. Một xét là mấy ký? 3 ký. 3 ký củ năng, 2 xét xoài, 50 trứng chỉ. Củ lộ chị chốt chưa mà có. Chốt rồi, mấy kêu em lấy á. Chị, mấy cái đồ chị dặn em là chị không có chốt cho chị chưa, bà kêu đâu có chốt, đâu chưa chốt. Dặn đi. Củ năng là chốt hồi nào? À, một xét củ năng là có rồi, chỉ xài có không? Sáng mai có má, ớt đi. Rồi cái gì nữa? Thùng bột giặt hả? Vậy hết rồi. Đó là mấy chữ à. Nó không có coi lại là cái chữ đó. Bắt đem vô có ghé 1 triệu. Mấy đại 1 ký đi. Nhi. Dạ. Mấy gì ăn. Nó hỏi 1 ký hả? Chắc bột giặt chở mình hùng quá em có thời tiên. Chị em lấy chả gân cho em 1 ký rưỡi luôn. Giờ tao ngồi bắt chiến bắt bại ở đây luôn hả? Mình ngồi like ăn gà nãy giờ tao chửi lộn sùm hết à. Chị cứ gỡ thịt em ăn không có sao đâu. Ăn xương gà ăn xương chết luôn. Tụi nó nói ăn hết con gà. Ai? Ngon quá, nước chấm này cũng ngon nữa.
Tao nói mà. Tôi nói rồi. Ăn đi rồi giảm cân nữa. Lâu lắm rồi mới được ăn luôn á. Lâu lắm rồi mới được ăn ngon vậy luôn á. Ăn mà ở luôn á. Có chốt là có. Bà nói bà nhắn điện thoại cho chị, tổng đi luôn đi rồi chị không sợ đi. Sao? Nè, cho người ta qua cũng ăn cái ký gọi nhiêu đưa cho ăn lụa. Ủa rồi cái bữa đi chơi làm sao rồi? Thầy dạ. Cái bữa đi chơi làm sao rồi? Thuận buồm xuôi gió không? Cái ăn lẩu Hàn Quốc gì đó. Cái ăn lẩu Hàn Quốc lần ơ gì đó. Giờ hết xấu gái vậy không à? Con trùng nó cũng vậy à. Cái mèo nó lủng rồi, nó lủng à. Chậm mà em chậm. Chở mấy thùng. Hai thùng. Ủa chị cái vừa. Trời ơi, bỏ xe chở thôi chứ gì mà hai thùng mà không dám chở. Sắp bi còn có hai trái chứ mấy. Cái gì? Bả dặn chị sắp bi. Sắp bi, không phải ăn lụa ăn hai tôi chửi cho bây giờ. 10 trái đúng không? Mà đã lấy một trái rồi. Ngày mai mới có. Thì đơn có lụa hết ngày mai có. Hồi trưa anh lấy cũng một đơn bữa nay rồi. Là ngày mai nữa mới lấy nữa. Mệt đã ghê vậy nhắn cái bữa nay thôi. Nghe không lụa? Nghe không? Vô coi like đừng nghe nhanh. Đúng. Y vậy luôn á. Nhắn hồi nãy chị đọc chị còn không hiểu mà. Chị không biết là hồi trưa lấy cái gì luôn á. Còn nhiêu đó là nhiêu đó đó. Lấy thôi. Giờ đã ăn hết gà mới tắt hả? Hết chưa? Chưa 7kg luôn. Ừ. Hết rồi, còn nhiêu đây lấy hầu. Chắc nửa ký quá. Tắt hay chậm? Tắt hay sao?